Dâu 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 và con sâu, chào mừng năm, chào anh em quay trở lại cùng với Amenzy. Và đây là tựa game Stan đại chiến ý chí bất diệt với tựa game Zozo, đúng không anh nha. Hôm nay là tiếp tục là ngày trải nghiệm ở bản cái gì nhỉ, Glow Beta, nó nôm na dạng Glow Beta vậy. Hôm qua thì mình tích được khá nhiều vé anh em. Hôm qua mình tích cũng được khá nhiều vé anh em nhá, để quay cho anh em nhá. Đây này. Sự kiện ngày thứ nhận nạp thẻ, nạp 5 ngày, game này nạp cũng ác anh em ạ, đúng không, game này ác này. Hôm qua mình tích được tổng khoảng 73 cái rồi anh em. Ngày quay luôn nha anh em nha, bây giờ quay 100 vé đi, thuyền trưởng giả vãi là thuyền trưởng giả. Mình được 73 cái rồi anh em này, chiêu mộ cao cấp thì được 2 cái vãi, sẽ nhận được nhân vật cấp S này, xem ra thằng nào nhá. Ủa, S luôn anh em ạ. Maria, một cô gái xinh đẹp, nữ thần Bát trong cửu vị thần công, lợi dụng lực từ hoàn thành truy sát chuẩn mục tiêu khoảng cách, xinh đẹp hấp dẫn nhưng rất nguy hiểm. Con này là hệ gì không biết. À, bổ trợ nha anh em nhé, hệ này là hệ bút nha anh em nhé, thì cái lá này này, hệ bút này anh em này, chiêu mộ thêm một lần nữa này, xem ra con gì. Đừng nói là auto ra S nha anh em nhé. Ồ, vậy là chiêu mộ cái này auto ra S này anh em, ngon nhở. Cái máy ảnh đặc biệt này này, auto ra S nhá. Ui, Kazui Norika, tấn công, ngon. Còn tấn công hệ S, đúng không, có chiêu mộ thường nha anh em nhé, quyền chiêu mộ 10 lần nhé. Ai chiêu mộ 10 lần, coi như mình chiêu mộ gần 100 vé này kìa. Xem có con S nào anh nhỉ, toàn mấy con B này nhỉ. Ra được Adot. Thằng này nhìn cũng quen này anh em này, tấn công A, thằng này hệ A này à. Thêm 10 lần nữa, Santana, cao nhất là thằng Santana anh em. Xem con răng là con S nào anh em nhé. Ra một con A nữa, SCDC. Mấy con này để làm phôi anh em nhé, được không? Bọn này làm phôi ok đấy nhá. Con này làm phôi ok. Ui, đây ra được một con S nữa này anh em này. One Move, con này mình có rồi nha. Con này hôm qua mình nhận được ở đâu mình không nhớ, lúc mà mình ngồi tự chơi ấy. Cái này ra con S nào cũng được anh em nhé, không quan trọng đâu. Mấy con S mà không cần dùng ấy, anh em làm phôi ấy, quan trọng anh em chỉ cần ra một con S chính mà anh em chơi ấy. Thấy con Zorota các bạn hay chơi ấy, Zoro ấy, anh em bảo con đấy ngon. Hoặc là con giọng, con gì là con mù mù ấy, mình không theo dõi cốt truyện thì chỉ biết là anh em gọi là con mù ấy. Vốt muốn xa à. Thêm 10 lần nữa nào. Hoi ho này. Vậy là chúng ta không có con S nào nữa rồi. Hết 70 vé được một con S anh em. 70 vé được một con S. Dây leo ý nghĩa. Nhận việc anh em. Ngon. Nhận việc còn việc cấp S đi. Đấy, máy ảnh thường, máy ảnh xịn mới ngon anh em. Máy ảnh xịn thì mới ngon. Đây. Nhân vật đây nha. Vậy là mình có con S tấn công. Con S này tấn công đúng không anh em? Tăng cấp nó lên. Hàn quét nha. Thank you.
có con vậy là đủ ấy nhờ. Nhưng đây chỉ là bản test, nó mới cho nhiều đấy thôi anh em nhé. Coi như dạng kiểu bản close beta nó mới cho anh em nhiều vậy. Chứ còn vào bản chính thì mình không chắc là nó cho anh em nhiều cái vé để quay đâu. Càn quét và up mấy con S này lên anh em. Nguyên liệu thiếu nhiều phết nhỉ. Mẹ đéo cho càn quét nhiều hơn anh em ạ, khó chịu thật. Nó càn quét đủ là thôi đấy anh em. Đấy, cấp 20 nó mới cho càn quét tiếp anh nhỉ. Cấp 20 nó cho càn quét tiếp. Hết thể lực anh em nhé. Một ngày VIP không thì được mua 3 lần thể lực anh em. 1.500, 1.600 thể lực. Nhiều anh em nhìn đâu, 1.600 thể lực. Cái này lên tím cộng 1 anh em nhé. Bậc thầy sóng ai 7 mình chưa cần quét, mình chưa qua anh em nhé. Kỹ năng 5 sao nó sẽ cho các bạn đây mình sẽ up con này lên 5 tăng sao này các bạn này. Tăng sao nó cần đến 4 con 4 sao anh em hình dung được không? Bây giờ chúng ta phải đi ghép những con 4 sao này lên này. Đấy, một con 4 sao này. Anh em hình dung một cách ghép không? Mà chung là vẫn phải ghép cái bọn 4 sao này lên đấy anh em. Để ghép con 5 sao lên. Mấy cái con này phụ thì dùng làm phôi. Mấy con này chỉ là làm phôi thôi. Mang theo 300 tướng này nhỉ, số lượng mang theo 68/300. Nhiều phết đấy nhỉ. Cộng 25 nó mới cho tăng sao nhanh. Mình đang có 10.000 kim cương đấy anh em ạ. Không biết cái máy máy ảnh kia mua được bằng kim cương hay không. Xem mua được bằng kim cương anh em nhé. Xúc mấy con kim cương này. Đấy. Bọn này như chỉ nó chỉ cho tăng lên 4 sao này. Đấy anh em nhìn không?
tăng 5 sao anh em nhìn không? Đấy, ví dụ mình muốn tăng con này lên 5 sao chẳng hạn nhé. Tăng sao con này lên đây. Đúng không? Tăng sao con này lên. Cần 4 con, 4 sao. Đấy, tăng lên 5 sao này. Đó, một con lên 5 sao này. Cho con này lên 5 5 sao này. Con này cho lên 5 sao rồi đúng không? Con này tí mình sẽ dùng này. Lên 6 sao cần gì các bạn? Ui, cần đến 5 con 5 sao, khó chịu nhỉ. 6 sao lại cần đến 5 con 5 sao. Con này 1 2 3 4 con 5 sao rồi. Ờ, mình có 3 con S nhỉ. Đúng không? Mình có 3 con S này nhỉ. Về cơ bản, ở đây 4 con S, đây con này nữa. Có 4 con nét, ờ vừa đủ. Rồi, kỹ năng nó lên anh em này. Quan trọng kỹ năng bậc 5 này. Chênh lệch giữa cấp độ á. Không cho lên này. Kỹ năng không đủ. Chênh lệch cấp độ giữa các kỹ năng không để quá 3 cấp. Thẻ nha anh em. Cái này có thể up được nha anh em. Cái này dạng như kiểu là phím anh em. Giống như kiểu là giống nhiều phím với cả dăn mà anh em hay có. Hai sao, ba sao để up lên được hết nha anh em. Rồi, có thể tăng sao cường hóa lên được anh em. Đấy, tăng công, tăng chỉ số đúng không? Áp nốt con này lên đấy nhỉ. À, lên được cấp 24 rồi. Nếu biết là gì ở nhà mua hết. Cái này sau này ghép thằng này ấy. Cái này sau này để ghép thằng kia. Cái máy ảnh đặc biệt kia mua được anh em nhỉ, tí thử mua nữa. Nó cho trải nghiệm ngày hôm nay, ngày mai nữa anh em. Đó. Cho trải nghiệm 3 ngày. Để xem anh em là xem có nên chơi hay không. Thank you.
Mình chả đọc mấy bộ kỹ năng của bọn này lắm rồi. Chỉ biết thằng nào khỏe, con nào yếu đâu. Chẳng mấy khi đọc kỹ năng đâu anh em. Đọc nè. Đặt bẫy lực từ chí mạng gây tấn công toàn thể phe địch 4 đợt sát thương. Quan trọng này level 3 này. Có xác suất thêm trạng thái giảm tốc cho địch kéo dài 12 giây, giảm chậm hồi phục CD phe địch. À cái này giảm hồi nộ đấy anh em. Anh em thấy hồi hả? Thể ở nôm na nó là giảm hồi nộ đấy anh em. Cái này là tăng kháng bạo kích này. Gây ra 2 đợt sát thương. Tăng kháng bạo kích. Ví dụ như con này. Ví dụ như con này tuyệt kỹ này nha. Xác suất trạng thái phá giáp kẻ địch, giảm phòng ngự kẻ địch. Con này là có khiên, út khiên. Con này là sát thương này. Sức kích hoạt tranh đoạt của đối phương, một hiệu quả bút ở dãi nhiều cướp bút này nha, đúng không? Con này dãi nhiều cướp bút vậy. Trạng thái xấu thì lại kích hoạt hiệu quả nó còn xấu hơn. Đấy, đơn giản như vậy anh em nhé. Sau khi mình quay một mạt như thế thì không biết nó thưởng cho mình cái gì hay không. Mình quay mấy chục lần mà nó không thưởng cho mình cái gì thì hơi buồn đấy nhỉ. Nhân vật truyện ký. Cái này giải nhiều đánh bọn này à? Có thì mới được đánh à? À sưu tập. Nó là sưu tập đủ. Sưu tập đủ thì dạng như kiểu là nó sẽ có các bạn. Sự kiện 7 ngày. Nhận thêm một thằng S nữa này. Sang ngày thứ hai nó thằng Mark cả dòng Dior. Lại có thêm một thằng công nữa. Thế mình lại phải bỏ trong thủ đi à? Mấy cái này mua đi anh em đúng không? Để làm gì? Nó giảm giá mà. Mua thử em nó là cái gì. Lại up cái thằng này lên à? Mark cả dòng Dior lên à? Nãy là thằng này cũng là đam đấy chứ đúng không? Cái này chỉ có trong đội hình của nó chỉ để được 4 con này nhỉ. Là cho lên viện trợ cũng được đúng không? Cắt sống Dior. Nói chung là chơi game này thì anh em yên tâm là mình theo mình nghĩ là cái chay cũng cày được đúng không? Cho không biết là vào cái bản chính thức nó có cho một vài con S hay không nhỉ? Chắc nó phải cho anh em tầm khoảng 3-4 con S gọi là thoải mái để chơi đấy nhỉ. Nhiều hoạt động phết đấy. Mình sẽ càn quét hết cái thể lực kia rồi nghỉ nhanh nhau nhá. Test vài trận cho anh em xem. Đang ở lam, bây giờ đến tím rồi nhá. Đấy, mắc lên này nha anh em nhé. Thằng này tấn công này, quan trọng là level 5 mà. Giới hạn kỹ năng level 5. Tăng đến 5 sao, tăng sao lên anh em. Không cho tăng hút HP. Thằng này hút HP kinh đấy kìa.
Đây là các bạn nhé, thuộc tính chính của phòng ngự này, bạo kích cho người sở hữu này. Nói chung là ra nhiều cái phết đấy. Cái này nó còn up được cả thẻ trong này nữa. Chúng cũ thôi nha. Túi thẻ này mình không biết kiếm ở đâu, thỉnh thoảng nó lại có. Đây này, thẻ kết quả đối sách tương lai. Cái này là dạng như ủa, mấy con này xịn thế. 5 mảnh này mới ghép được con này, lấy đâu ra vậy? Đây dạng nhiều pet này, stun này nhỉ. Con này SS cơ, kinh nhỉ. À. Thức tỉnh thay thế lên vật phẩm cấp F. Thức tỉnh nha anh em nha. Đồ thức tỉnh. Đây. Ồ, lại nhận thêm một thằng S này anh em. Thằng ấy như mình có rồi sao? Đây là mạch nha anh em nhé. Nào. Ồ, mình lại có thêm một thằng S nữa à? 2, 3, 4. Đây. Mạnh là tấn công. Đây thằng mù mù này anh em ạ. Bọn nó thằng mù mù này mạnh lắm này. Kỹ năng này anh em. Đây này. Sát thương tấn công có HP thấp hơn, có tỷ lệ một đòn diệt nhanh này. À, dạng như ở sốc chết anh em, tức tử anh em. Và sao thằng này nó mạnh nha. Và sao thằng này nó mạnh. Hay là lại còn thế này nữa cơ à. Thời trang thức tỉnh như thế này là kinh nhờ, ngầu nhờ. Ây da, bọn này thức tỉnh thời trang lên nhìn ngầu nhỉ. Còn nó bảo thằng mù này mạnh lắm anh ạ. Thằng nờ đun này này. Mẹ, cái phải up nó lên ngay. Thế bọn nó bảo thằng này mạnh lắm anh em ạ. Cố vào mà hốc. Quay càng nhiều thì các bạn càng lên nhanh sao nhé, nhìn nó đúng không? Mình có phôi rồi đó. Cái này nó lại không cần phải kiếm được mảnh của con đấy để up sao con đấy lên, chỉ cần có phôi là được. Vừa kịp quét đấy nhỉ. Vừa đủ thể lực đấy anh em nhỉ. 5 lít kia này. Vừa đủ up con này nữa. Con này vừa đẹp luôn. Đấy, chơi quả kỹ năng này lên. Tăng lực tấn công của thủ bản thân, HP đã mất hiện tại. Ồ, vậy. Con này ngon nhỉ. Sát thương bằng 800% tấn công. Chưa kích hoạt, cái này thức tỉnh sẽ vừa quá.
Phải, cần phải đồ thức tỉnh nhé. À, vẫn phải cần có một con này mới thức tỉnh nhé anh em nhé. Cái này lấy ở đâu vậy? À, mẹ đến ải càng cao, phẩm chất càng cao này. Là đi ải à? Đi tầng sẽ nhận được cái đấy nhé các bạn nhé. Đúng không? Cái này mình sẽ nghiên cứu sau nhé anh em nhé. Hiện tại chúng ta biết được thằng này như thế này đã. À, bù đội hình nha. Thám hiểm nha anh em nhá. Mình đang ở chương 6. Chưa đi hết chương 6. Đấy, bù lại đội hình này, đúng không? Công này, công này, công này, ba công này. Ba công một thủ đi nha. Ba công một thủ đúng không? Viện trợ thì chúng ta sẽ có thằng này thủ để mút máu ấy, thằng này thủ này. Được chiến 10.000 à 10,6 vạn anh em. Hơn 100k. Để xem cái thằng này đánh như nào nha anh em nha. Xem hoạt ảnh nó nha anh em nha. Ai, xem hoạt ảnh nó này anh em. Nhìn thằng kia phèn vãi. Thằng này viện trợ, thằng này viện trợ anh em. Emerald Splash. Không biết hút vô địch trong bao nhiêu tơn là thức tỉnh thì có những cái bóng ma ấy, cái người đằng sau đấy anh em nhìn nhá, thức tỉnh thì có những cái thằng đằng sau ấy hay phết đấy nhỉ. Đây chương 7 nha anh em nhá. Chương 7 nhá. Thằng ấy độc, thằng ấy băng, thằng ấy lên độ nhanh nhỉ. Cooldown bọn này toàn AoE đấy nhá, anh em để ý bọn này đam toàn đam AoE nhá. Emerald Splash. Dio-sama, mou daijoubu desu. Yuru-san. Hinjaku, hinjaku. Kinh nhỉ. Hoạt ảnh anh á, hoạt ảnh, hoạt ảnh nhá. Mình đang để ba công một thủ anh nhỉ. Mình đang để ba công một thủ đấy. Ok, clip này tạm dừng lại đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo để xem nó có cái gì nữa hay không. Đi ải này thì nó chỉ thấy A có cái tăng tốc lên 3.0 rồi anh nhỉ. Tăng tốc lên 3.0. Thức tỉnh có hay phết nhỉ? Nhìn cái là biết thằng nào thức tỉnh thằng nào không nha anh em nhé. Có cái hay ở cái tựa game này, nhìn cái thằng nào thức tỉnh, cái thằng nào không nhìn là biết đúng không? Khá hay đấy đúng không? Nhìn cái là biết bảng xếp hạng các thứ đâu nhỉ? Cho anh em xem này. Đấy bảo kim cương chẳng để làm cái gì. Lắm thể lực thế. Phần thưởng nỗ lực, kim cương. Nó cho 10 thể lực, tưởng nhiều. Thu thập 20 mũi tên. Thì nó mới kích hoạt được cái này anh em ạ. Thốn nhỉ. Đổi đá này nha. Cứ nhận một thẻ 1 2 sao ngẫu nhiên.
Cái này là cái gì ấy? À, đá để đổi lên anh em nhé. Rồi, thốn thế. Giờ có 11 đá thì bao giờ đổi được. Bây giờ 11 đá thì làm sao đổi được. Ơ, nó vừa có cái gì nhỉ? Tăng thẻ đến 4 sao một lần. À, cái tăng bọn này, tăng bọn này lên lại cần 3 cái 3 sao. À, anh em hiểu không? Đấy, ảo ma thật. Ảo ma lắm. Thú nhỉ. Thú thật anh em ạ. Đấy, anh em hình dung được cách tăng không? Cách tăng của bọn này không? 22.000, các bạn được sẽ nhận được một máy anh cao cấp. Ờ, tự nhiên nói chiêu mộ này không biết là chiêu mộ cao cấp này nó có cho mua máy ảnh không? Không cho mua máy ảnh nha anh em, những cái cương trong này để làm gì vậy trời? Đã không biết kim cương trong này để làm gì nha bạn. Đây có đá thức tỉnh đấy anh em. Ở 1.000 kim cương này. Ờ, thức tỉnh con này lên xem có gì không. Thằng mù đâu nhỉ? Đây. Mở khóa sau khi thức tỉnh cấp 5. Đây anh em. À, chuyển hóa đây. Thế là mình chỉ có thể thức tỉnh được cái thằng này lên thôi nha. Mình có sẵn một mảnh của thằng này rồi. Đây, mình thức tỉnh thằng này thôi. Đó, thức tỉnh nó thành dấu sao ở đây nha anh em nhá. Anh em nhìn thấy không? Nó có một cái sao bạc ở đây. Sao phớt phớt hồng ở đây. Thức tỉnh phòng ngự cơ bản cộng 10%. Ui, thức tỉnh 5 lần thì nó mới kích hoạt hình ảnh nhân vật nhá. Ui, thời trang. Hóa thế cơ à. Chờ, thời trang con này. Thời trang con này bình thường. Con nào có thời trang anh em? Con S này có thời trang à? Ồ, tất cả đều có thời trang anh em. Ủa, vậy là bọn nào cũng có thời trang á? Kiểu bọn B này có thời trang anh em ạ, ảo nhờ. Kiểu bọn B này có thời trang anh em nhá. Có thời trang hết luôn. Bọn B có thời trang anh em ạ. Ok, dài quá rồi, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo với con ý chí bất diệt Stan đại chiến này anh em nhá. Bye bye.